Sam Hương nha các bạn. Sam Hương hồi qua mình đi hội chợ á, mình thấy cái giống này người ta cũng ít làm lắm, hiếm. Cái này cái đế cũng đẹp lắm, đế là hồi xưa người ta cũng có sắp điều là người ta làm đế nè. Cây dầm, nhưng mà cây dầm nó cũng có cái mặt cắt chỗ này về chịu khó nuôi, là người ta nuôi cũng được một phần, người ta nuôi cái ngọn rồi. Cái này là ý tưởng của người ta, chắc ta uống tàn thiên nhiên lên với lại uống một cây trực, trực hẳn luôn. Nếu mà uống ra nó giót ngọn, cây này cũng đẹp lắm các bạn. Sam Hương nha, mấy vết sẹo người ta nuôi liền quá luôn. Sẹo đấy, cây này cũng nằm trong cái chậu nha mọi bạn, tôi cắt lại gọn lại luôn nè, tôi nhỏ ra tôi cắt gọn lại nè, rễ dữ lắm. Sam Hương nha các bạn, cây này hoành nó cũng to lắm á, nó khoảng gần 20 mấy á, 26, 27 gì đó. Anh em nào mua được ủng hộ mua, bán mấy cây cũng bình thường, giá không cao lắm.